tin mừng đức giêsu kitô theo thánh mát theo đức giêsu trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác người nói nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống nhưng khi lớn lên thì lại là thứ lớn nhất nó trở thành cây đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được người còn kể cho họ nghe một dụ ngôn khác nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ. Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Kinh thưa quý vị và anh chị em. Có hai điều tôi muốn chia sẻ với quý vị và anh chị em ở trong bài suy niệm ngắn này. Thứ nhất, cái giáo huấn chung của cả hai dụ ngôn dụ ngôn hạt cải cũng như là dụ ngôn nắm men ở đây. Giáo huấn chung là có một sự khác biệt giữa cái khởi đầu và cái kết cục của nước Thiên Chúa, của nước trời khởi đầu là những thực tại vô cùng bé nhỏ như hạt cải như một chút men nhưng ừ. kết thúc lại là những thực tại lớn lao một cây cải lớn bắt nguồn từ một hạt cải rất nhỏ một cái khối bột lớn đến ba thúng bột dậy men nhờ vào một cái nắm men nhỏ như ngón tay sự khác biệt giữa cái khởi đầu và cái điểm kết cục của thực tại nước trời. Cái điểm thứ hai mà chúng ta được mời gọi suy niệm ở trong bài tin mừng này đó là cái sự khác biệt giữa hai dụ ngôn. Khi Chúa Giêsu kể hai dụ ngôn nắm men và hạt cải thì tức là phải có sự khác biệt về mầu nhiệm mà hai dụ ngôn này muốn nói đến. Ở trong cái dụ ngôn về hạt cải á thì điểm nhấn là sự khác biệt giữa kết cục với điểm khởi đầu về số lượng và vẻ bề ngoài. Hạt cải là hạt là cái thứ hạt giống nhỏ 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 đến nỗi mà người Do Thái khi muốn nói về một cái gì thật nhỏ thì người ta nói nhỏ như hạt cải. Khi hạt cải mà rơi xuống đất thì chịu không thể tìm lại, không thể nhặt được vì nó rất nhỏ kính thưa anh chị em nhưng mà cái cây cải của người do thái khi nó lớn á, thì nó cao hơn cả cái nhà của chúng ta và chim trời có thể đến đậu vào đó được cái gốc nó lớn như thế này như vậy là cái sự khác biệt bề ngoài thấy được và sự khác biệt về số lượng trong cái màu nhiệm nước trời còn ở trong dụ ngôn về nắm men thì cái điểm nhấn là cái sự tác động từ bên trong và âm thầm của màu nhiệm nước thiên chúa nước thiên chúa giống như uh, một chút men người đàn bà vùi vào ba đấu bột và rồi cái men ấy nó làm dậy men cả khối bột từ bên trong cái khối bột đó và cứ từ 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 cả cái khối bột được dậy men Đấy, tác động từ bên trong và âm thầm khác biệt với sự lớn mạnh của cây cải là thứ có thể thấy được ở bên ngoài đó là sự uh, hai cái điểm nhấn khác nhau của hai dụ ngôn này suy niệm về giáo huấn của hai dụ ngôn và suy điểm về từng điểm khác biệt đó của hai dụ ngôn chúng ta được mời gọi ngay trong ngày hôm nay kính thưa quý vị và anh chị em chú ý điểm thứ nhất những điều tốt những điều thiện mà chúng ta làm có thể là rất nhỏ nhưng nếu nó là mầu nhiệm nước trời thì chắc chắn nó sẽ có tác động rất lớn lao thực tại của nước thiên chúa là vậy hay nói cách khác chúng ta được mời gọi hãy can đảm và quảng đại sống bầu nhiệm nước trời trước hết trong những hành động nhỏ nhất. Hãy chấp nhận bắt đầu những thực tại của nước Thiên Chúa của tin mừng với những hành động có khi là rất nhỏ trong suy nghĩ, trong lời nói, trong chọn lựa. Một nụ cười một sự giúp đỡ nhỏ bé Nhưng mà nó thực sự là tin mừng Thực sự là lòng mến và dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa Chắc chắn nó sẽ làm cho thế giới này Được tràn ngập tin mừng Bởi vì tin mừng luôn luôn là như vậy Nước trời luôn luôn là như vậy Bắt đầu bằng hạt cải Và lớn lên như một cây lớn Điểm thứ hai Chúng ta được mời gọi sống trong ngày hôm nay Đó là chúng ta không chỉ chú ý Đến cái vẻ bề ngoài của màu nhiệm nước thiên chúa của hội thánh mà chúng ta đang sống mà còn phải chú ý để cho màu nhiệm nước trời tác động từ bên trong tâm hồn của chúng ta và tâm hồn của anh chị em chúng ta có những thực tại chúng ta không thấy được bởi vì tin mừng tác động từ bên trong có những điều chúng ta không chi nhận được bởi vì tin mừng tác động từ bên trong như nắm men tác động từ bên trong khối bột xin chúa cho chúng ta dám tin vào sức mạnh của màu nhiệm của sự thiện sức mạnh của màu nhiệm của nước trời ở bên trong lòng chúng ta bên trong lòng thế giới cho dù chúng ta không thấy được xin cho chúng ta có được cái sắc tín về sức mạnh đó và chúng ta có thể kiên vững mà đi tiếp trong cuộc hành trình đầy những khó khăn của ngay ngày sống hôm nay xin kính chúc anh chị em ngày hôm nay tìm được niềm vui của tin mừng niềm vui của nước trời trong những cái hành động thiện hảo nho nhỏ và hãy can đảm để tiếp tục thực hiện những hành động thiện hảo ngay từ những hành động rất nhỏ trong cuộc sống cụ thể trong cuộc sống để làm cho mầu nhiệm nước thiên chúa trở nên thực tại uh, hữu hiệu trong đời sống cá nhân trong gia đình và trong xã hội của chúng ta xin kính chào anh chị em.